Là Phạm Bảo Thiêm, năm nay 27 tuổi. Em có khả năng nói thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Lào. Thì em có thể trình bày một chút bằng tiếng Anh lịch sử của gia đình em. Hi everyone, I was born in a poor family and my family has four people and I am the first son of my family. Come to this show, I really hope I have a chance to work in a big company. Thank you. Thank you. Wow, wow. Lần đầu tiên có một ứng viên đoạt điểm tuyệt đối, bình chọn từ 6 vị sếp cùng với khán giả trong trường quay. 7/7, xin chúc mừng Phạm Bá Thiểm. Có khả năng lãnh đạo, cái yếu nhất của bạn mà có thể là không phù hợp với hai doanh nghiệp chúng tôi đó, chính là ngoại ngữ. Đối với một doanh nghiệp đa quốc gia thì cái này là cái gần như là bắt buộc phải có. Dạ. Thì cái này mình nghĩ trong tương lai bạn nên tập trung để đầu tư nhiều hơn để học cho tốt. Tôi thấy là bạn tiến bộ rất là nhanh. 28 tuổi mà làm kế toán trưởng 2 năm, tuyệt vời. Nhưng tôi cũng rất là thành thật xin lỗi. Tại vì công ty tôi thì sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Bên tôi cũng vậy. Cái vị trí kế toán trưởng là rất cần ngoại ngữ tiếng Anh. Khuyến khích bạn cố gắng học tiếng Anh thêm. Bên tôi thì toàn bộ hệ thống cũng phải làm bằng tiếng Anh hết. Tuy nhiên, với những cái thành tích của bạn tôi rất là ấn tượng. Tôi phải nói rằng là bây giờ các bạn trẻ ở thời đại bây giờ mà lại không biết sử dụng tiếng Anh hoặc là một ngôn ngữ, một ngoại ngữ khác, ít nhất một ngoại ngữ khác. Cái phương tiện để học ngôn ngữ bây giờ nó quá đơn giản, mà đơn giản nhanh hơn rất nhiều so với lại thế hệ chúng tôi ngày xưa. Thực ra là các bạn chưa để ý thôi, chứ còn tôi cho rằng là cái này cực kỳ đơn giản. Tôi tin là trong vòng 6 tháng là các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh tốt. Tôi nghĩ là học tiếng Anh thì nó không phụ thuộc vào kinh phí hay là thời gian đâu, mà nó phụ thuộc vào chính mình.